Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Surface Việt. Như tiêu đề của video này, mình sẽ làm video nói về thông số cấu hình chi tiết của Surface Laptop 2, mẫu laptop mà mình đã có 3 tháng dùng, trải nghiệm và sẽ so sánh nhanh với mẫu Surface Laptop thế hệ 1 mà mình cũng đã có thời gian dùng hơn 6 tháng. Vì mình biết là cũng có rất nhiều bạn thích kiểu dáng thiết kế đơn giản của Surface Laptop nhưng mà vẫn toát lên vẻ sang trọng và máy cũng rất là nhỏ, gọn, nhẹ, tiện cho công việc di chuyển, trình chiếu slide với các khách hàng. Nào, hãy cùng mình khám phá chi tiết cấu hình ở Surface Laptop 2 nhé! Về màn hình không có nhiều sự thay đổi, máy vẫn có màn hình 13,5 inch pixel Cenci, độ phân giải là 2K, 2256x1504 cho mật độ điểm ảnh là 201 ppi. Tỷ lệ màn hình 3:2 nên mà có không gian rất lớn, thuận tiện cho các bạn hay duyệt web, cốt lập trình. Màn hình của máy vẫn có cảm ứng 10 điểm chạm như là các máy Surface khác. Máy sẽ được cài đặt hệ điều hành Windows 10S. Đây là hệ điều hành rút gọn mà Microsoft tạo ra để kiểm soát được các app cài đặt, giống như kiểu hệ điều hành Mac OS của Apple vậy, tất cả đều bị kiểm soát. Tuy nhiên, Windows 10S lại khá gò bó về không thể cài được các file .exe, tức là các file cài UNIKE hay là Chrome, Cốc đều rất khó khăn cài đặt. Do đó mà hầu hết ở Việt Nam, chúng ta sẽ nâng cấp máy lên Windows 10 Home để sử dụng đầy đủ tính năng Windows như các máy PC đầy đủ. Surface Laptop 2 được trang bị con chip thế hệ thứ 8 mới nhất hiện nay là Core i5-8250U hoặc là i7-8650U. Cả hai con chip này thì đều khá tương đồng nhau, gồm có 4 nhân và 8 luồng, cùng mức tiêu thụ điện năng là 15W, chỉ khác nhau một chút về số xung nhịp. i5-8250U là 1.6-3.4GHz, còn với i7-8650U là 1.4-4.2GHz. Có hai tùy chọn về RAM là 8 hoặc 16GB RAM, cả on Intel Graphics UHD 620, bộ nhớ trong SSD sẽ có 4 tùy chọn là 128GB, 256GB, 512GB và 1T. Máy chỉ có một camera trước hỗ trợ camera 720p, có tích hợp mở khóa khuôn mặt Windows Hello. Máy cũng có hai loa Dolby Audio Premium ẩn ở phía dưới cạnh bàn phím. Về các cổng kết nối thì Surface Laptop 2 tương tự như người đàn anh thế hệ 1, Laptop 2 cũng có cổng USB 3.0, một cổng mini DisplayPort, một jack audio và một cổng sạc Surface Connect. Máy không hề có cổng cắm thẻ nhớ microSD như là Surface Pro hoặc là Surface Book, do đó mà bạn buộc phải lựa chọn bộ nhớ lưu trữ SSD ngay từ đầu. Việc lưu trữ thêm dữ liệu cần cho lên các dịch vụ điện toán đám mây hoặc là bạn có thể mua thêm một box HDD di động. Bàn phím của máy là dạng full size, có đèn blacklit, hành trình phím rất rộng 1.5mm, trải nghiệm gõ phím rất tốt, ôm tay và có độ này. Do bàn phím này làm hơi dài so với tie cover của các máy Surface nên gõ phím rất chắc chắn và không hề bị flex hay là rung tay một chút nào cả. Điểm đặc biệt của bàn phím này là bọc vải Alcantara cao cấp, làm cho bàn phím trở nên sang trọng hơn. Tuy nhiên, việc vải bọc kín quanh bộ phận của thân máy này sẽ khiến cho việc sửa chữa nâng cấp máy sau này rất khó khăn. Vì vậy mà các bạn dùng máy cần cẩn thận một chút nhé, tránh lỗi lại mang đi bảo hành. Theo thông báo của Microsoft là máy có thể sử dụng được 14,5 tiếng liên tục, nhưng với hệ điều hành là Windows 10S các bạn nhé. Còn thực tế, mình dùng ở hệ điều hành Windows 10 Home, kèm theo đó là mình quen dùng Cốc và Chrome để lướt web. Đây là hai app có nhiều app quảng cáo chạy ngầm nên mà rất tốn pin, do đó mà thực tế mình dùng pin chỉ được hơn 9 tiếng mà thôi. Và mình có thể sử dụng rất thoải mái chiếc máy này trong 2 ngày với các tác vụ nhẹ nhàng. Kể cả là nhu cầu sử dụng máy nặng như là edit video thì máy vẫn đủ đáp ứng được trọn vẹn một ngày. Còn trọng lượng thì với phiên bản Core i5 khe tản nhiệt nhỏ hơn một chút nên máy chỉ nặng 1.25kg, còn bản Core i7 thì máy sẽ nặng 1.28kg. Kích thước của chiếc máy cũng rất nhỏ gọn, máy chỉ mỏng 14.47mm, tức là chỉ dày hơn chiếc iPhone 5S của mình một chút xíu thôi. Chiều dài và chiều rộng của máy lần lượt là 30.8cm và 22.3cm, tương tự kích thước của một tờ giấy khổ A4 để các bạn dễ hình dung. Với các tác vụ văn phòng nhẹ nhàng như là Office, Word, Excel, trình chiếu slide cũng như là edit ảnh bằng Photoshop, Lightroom, Illustrator thì máy vẫn dư sức đáp ứng tốt nhu cầu phổ thông này. Chỉ với các tác vụ nặng như là edit video bằng Premiere thì máy mới hơi dần lag nhẹ. Với phiên bản Core i7 thì có thể mở Premiere edit video Full HD ở chế độ Preview 1:4 được. Tuy nhiên, render video sẽ rất nóng và rất lag. Mình nghĩ là các bạn không nên mua các máy Surface Pro, Surface Laptop nhỏ gọn để render. Vì khi render video thì CPU và GPU sẽ hoạt động max công suất, máy sẽ rất nóng và hại các linh kiện bên trong. Nếu xác định render video nhiều thì nên mua Surface Book, còn Surface Laptop 2 chỉ đáp ứng render video ở mức bán chuyên, video YouTube nhẹ nhàng 2-3 phút. Tổng kết lại, các bạn cần một chiếc máy văn phòng nhỏ, gọn, đẹp, thời trang cao cấp cùng sự ổn định, mượt mà tuyệt đối trong các tác vụ văn phòng thì Surface Laptop 2 là một sự lựa chọn hoàn hảo. Giá mà Microsoft trang bị thêm USB Type-C hay là cải thiện hệ điều hành Windows 10S tối ưu với người dùng hơn chút nữa thì sẽ là hoàn thiện với chiếc máy này.
Còn các bạn nghĩ sao về Surface Laptop 2? Cấu hình và thông số của Surface Laptop 2 có đủ gây ấn tượng với các bạn không? Hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn ở phần dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.